My name is Phạm Diễm Hương, and today is Friday, 22nd of July, year 2011. I'm going to interview Mr. Nguyen Công Sum for the 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Trước hết tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Phạm Diễm Hương, là thành viên của Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Nguyễn Bỉ Quốc Việt. Ngày hôm nay rất là hân hạnh được tiếp đón ông ở đây để mời ông tham dự cái buổi phỏng vấn ở trong cái project là phỏng vấn 500 người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ để chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm của quý vị về cái đời sống cũng như việc làm của quý vị trước năm 1975 ở miền Nam tự do, và sau đó khi sang đến Hoa Kỳ thì quý vị làm những việc như thế nào và nói hết tất cả những cái gì thành công cũng như là cái xảy ra trong cuộc đời của mình, tức là nói về cái lịch sử của đời của mình để cho các em ở tại hải ngoại nó có được những cái sử rất là trung thực của người Việt tị nạn khi chúng ta tới Hoa Kỳ. Thì trong cái phần phỏng vấn này đó thì tôi sẽ mong ông chia sẻ về cái đời sống hồi trẻ của ông, về gia đình anh chị em sinh sống như thế nào dưới cái chế độ của miền Nam tự do, được đi học được như thế nào đó, rất là tự do dân chủ, và cái đời sống như thế nào, và sau cái ngày, trong cái ngày 30 tháng 4 đó thì ông ở đâu, và hoặc là trước đó nữa đó, thì trong cuộc Mậu Thân, Cộng sản đánh vào năm Mậu Thân 68 thì gia đình ông ở đâu và ông làm gì, và cái sự nhận định của ông về cái nền đệ nhất cũng như là nền đệ nhị Cộng Hòa. Và sau cái năm 75 đó, ông có đi tù cải tạo hay không? Và ông làm gì? Và ông sang Mỹ năm nào? Và sang Mỹ đó thì ông đã làm nghề gì? Và cho tới giờ phút này, đó là tất cả những cái nội dung của cái buổi phỏng vấn. Thì trước hết xin ông có thể cho biết tên, tuổi cũng như là nơi sinh của ông. Dạ, kính thưa cô, tôi là Nguyễn Công Sung. Hiện giờ tôi ở tại thành phố Aurora, Colorado. Tôi được bổ nhiệm là sư đoàn trưởng sư đoàn cựu quân nhân Việt Mỹ và đồng minh Colorado. Tiếng Mỹ nó gọi là The United States Vietnamese American Veteran Alliance Colorado Division, và tôi là division commander. Xin ông cho biết là ông sinh vào ngày nào, năm nào và sinh tại đâu? Tôi sinh Pascal đây. Tôi sinh tại Quảng Trị. Vâng. Và năm nay ông bao nhiêu tuổi? Sinh Pascal luôn. Dạ vâng. Ông có thể cho biết là trong gia đình ông có bao nhiêu anh chị em? Tôi có ba má tôi có rất đông, khoảng nếu mà bà má tôi sinh á thì là có bầu đó là 17 lần. Mà con lại thì 12. Ông là người con thứ mấy trong gia đình? Tôi là người con thứ 9. Thứ 9 trong gia đình. Ông có bao nhiêu chị gái và bao nhiêu anh em trai? Chị gái 4, còn bao nhiêu là trai. Ông có kỷ niệm nào đặc biệt với những người chị gái của ông không? Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng mà kỷ niệm đáng nhớ là chị em thương nhau thôi. Rất đáng nhớ, đôn bọc với nhau. Có bao giờ ông bị chị đánh hoặc là cái gì đó mà nhớ nhất không? Có lẽ tôi là người con cưng nhất ở trong gia đình. Vì tôi theo cái nếp sống của Nho giáo, tôi nếp sống của đại gia đình. Ông già, ông nội tôi ngày xưa là làm quận trưởng. Ông nội, ông ba tôi là làm coi như là lý trưởng. Và cũng được thờ huấn về thờ giáo qua cái chương trình học tại nhà, mời thầy về nhà học. Tại vì không giống chỉ với cô và tất cả quý vị là cũng là một gia đình điên chủ, thì cho nên cũng có những phương tiện để dạy dỗ con. Dạ vâng. Thưa ông, có thể cho biết cái năm 1975, năm 1945 đó thì gia đình ông ở Quảng Trị có những cái gì ở trong cái giao thờ đó không? Ôi giời, nói về những cái buổi đó thì cũng hơi dài dòng, nhưng mà tôi nói tóm tắt một cái. Lúc đó tôi có 6-7 tuổi thôi. Thì một cái câu chuyện mà tôi nói cho giới trẻ biết, đặc biệt là giới trẻ, khi tôi
67 tuổi đó, thì chị hỏi năm 1945 đó. Thì tôi có một ông anh, ông ta bắt buộc là phải tham gia với cái tổ chức ngày xưa đó, tức là tất cả người nào hết của làng xóm đó. Thì ông có mời tôi đi học một lần ở trong cái buổi học của thanh thiếu niên. Thì cái người mà giảng viên đó, thì là anh của một người ngồi bên cạnh tôi. Thì ông cứ ghẹo tôi hoài, ông ghẹo tôi hoài, chọc ghẹo tôi hoài. Mà nói thật với chị và tất cả quý vị là ông già tôi đó, ông muốn bảo vệ con cái, gia đình. Cho nên không như ông rước thầy dạy học mà còn thầy võ ở nhà nữa. Thế là tôi có nói bằng tiếng Trung nữa, tôi nói mi ạ, mi mà ghẹo tao nữa là tao đánh á. Thì nó tiếp tục có ghẹo, thì tôi đánh nó gục xuống luôn, tôi đánh gục luôn. Thì sau đó rồi là khám phá ra nó là em của cái ông người giảng viên. Và từ đó không bao giờ trở lại, không bao giờ trở lại, và nhất quyết không là không nhá. Và ông anh tôi rất thông cảm, ông ta không nói gì cả. Ông anh tôi cũng là làm để mà làm thôi, chứ đâu có thương tôi nói chị. Tại lúc đó là bà chị tôi đó, bà chị ruột, bà chị dâu của tôi đó là người anh cả của tôi đó. Thì khi bà sinh được 3 tháng thì bà về quê để thăm cha mẹ. Thì con bà để lại cho bà má, bà cho bà má tôi coi. Thì bà má tôi lúc đó là vừa sinh một đứa em cuối cùng. Bà đến riêng là bà không trở về. Thì gia đình đi tìm hoài không có, đủ thứ hỏi không có ai biết gì cả. Rồi ngày này qua ngày nọ, thì khám phá ra bà bị việc cộng chết chắc 3 khúc. Bà chôn ở dưới biển. Thì con của bà chị rồi nhờ bà mẹ thôi nuôi. Đó là cái kỷ niệm đau buồn nhất của cả gia đình. Đúng vậy đấy. Nhiều lắm, nhiều cái công việc lắm. Nhưng mà tôi nói đó là bà chị giấu rồi, chứ nào đây gia đình được. Đó là trong cái thời, chị nói trong cái thời 1975, còn nhiều chuyện khác, 45 là nhiều chuyện khác nữa. Thưa thế thì ông có những kỷ niệm nào đặc biệt đối với các anh trai? Tại vì ông là con thứ 9. Anh trai tôi thương mến tôi, rất thương mến, người nào cũng lo cho tôi hết. Tôi không biết lý do nào, nhưng mà trong gia đình, từ ba tôi, mẹ tôi, rồi ông nội và nội tôi, không biết lý do nào mà thương, rất thương mến tôi. Không có rầy rà tôi một lần nào, một cái gì hết. Mấy chị dâu của tôi cũng rất nể tôi, tại vì tôi ít nói, nhưng mà tôi thương ba má tôi ghê lắm. Thế là mấy bà, tôi có dằn mặt mấy bà một vài mấy lần. Tôi nói thẳng, tôi nói là những lúc đó còn nhỏ, nhưng mà không biết sao mà cái tâm của mình với là cái lòng thương của mình đối với cha mẹ. Tôi nói là bà mẹ tôi đó, khi ông già tôi bị mất đó, thì còn bà mẹ tôi, thì tôi nói mấy chị dâu tôi không muốn một bà chị nào, em nào mà đụng đến bà má tôi. Đó, thì đó là những cái kỷ niệm mà tôi với gia đình. Ông cho có thể cho biết thân sinh ông mất năm nào? Năm 1947 là khi đó thì quân đội Pháp bắt ông đi để khiêng đạn khiêng đứa làm phục dịch đó, thì đi luôn, và đi luôn không biết tiếng gì tiếng cả đó. Thế là thật, tôi lớn lên thì giờ này tôi cố kiếm bức hình của ông đó mà không có nào có được hết. Ông có kỷ niệm nào với bố không? Ô, bố thì nhiều lắm. Nằm ngủ với bố, đi chơi với bố, đi săn với bố, thương lắm. Thường thường đó là mời thầy về như mà thầy ngày xưa đó. Mà cô biết là có một cái bảng, không phải mình như bảng đen hay bảng trắng mình bây giờ viết đó, nhưng mà bảng cát đó. Rồi viết lên trên bảng, viết cái này, cái này, cái nọ.
với là học bài của ôm cột nhà để mà đọc thế nào. Thì ông già tôi là có khi đó đập mấy ông anh tôi đó, ông già tôi cũng lạ, cũng kêu ông thầy rồi đừng đập con. Thế thì ông có cái kỷ niệm nào với lại thân mẫu của ông? Ồ, rất nhiều. Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Nhớ nhất là nhớ nhất, khi tôi đi học á, tôi đi học ở Huế thì tôi trở về nhà đó, thì má đi rồi. Xin lỗi. Bà nhớ thương tôi ghê lắm. Và khi nhà tôi học về thì bà lo từng ly từng tí. Trước khi tôi mà bước lên xe để mà đi về trở lại Huế đó, thì có nói chuyện với bà: nhớ mẹ ở nhà, mẹ đừng đi theo con này. Lúc còn trẻ, lúc nó mười mấy tuổi nào. Thì tôi nói là mẹ đừng có đi theo này. Bà bảo thì mẹ không có đi đâu. Mẹ nói mẹ không đi đâu. Nhưng mà lên xe ga thì thấy gặp bà đi theo. Biết rồi, mẹ mình thương nhiều. Nên tôi cũng người rất nhiều có tình cảm nhiều lắm. Mặc dù tôi sống trong quân đội nhưng tôi có rất nhiều tình cảm. Nàng về cũng nàng với gia đình lắm, thương mến chị em anh em đồng hương đồng đội đủ thứ cả, chứ không phải là riêng với gia đình của tôi nữa. Đó là niềm đối với mẹ tôi nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Ăn cái gì mà ngon đó, là để dành tôi hết, không có để dành được đúng không? Nói tóm lại là tôi không nói gì cả, nhưng bà tự động bà làm. Thì những cái kiệm rất nhiều kiệm, quý vị biết là như mẹ, tình mẹ với con là chỉ biết là như là biển hồ lái láng rồi, thì là cái đó khỏi nói được rồi. Nhưng mà chị khiêu ra bà mẹ tôi thì tôi buồn lắm, hãy bảo ông con nữa. Thân mẫu của ông mất năm nào, năm bao nhiêu tuổi? Lúc bà mất lúc là 94 tuổi. 94 tuổi. Thế tôi ở Mỹ, thông tôi ở Mỹ này rồi. Ông có thể cho biết năm 1954 đó, khi mà tất cả các vùng mà của cộng sản mà quốc gia của mình lấy lại đó, thì khi đó ông như thế nào, ông ở đâu? Khi đó tôi còn đi học, năm 4 tôi còn đi học. Khi đó thì gia đình như thế nào? Gia đình thì ở tại Quảng Trị, tôi năm 4 là tôi ở Huế, xong tôi vào Sài Gòn. Thì cả gia đình vẫn còn ở Quảng Trị. Quảng Trị. Tất cả các anh em chị tất cả đều ở lại Quảng Trị hết. Quảng Trị hết. Không có chỉ của mình tôi thôi. Và nói đúng là gia đình tôi phần đông là khoác quân phục, thương yêu quốc gia đủ thứ, đánh giặc. Và tí nữa chị sẽ hỏi tôi nói sao bây giờ thì nói là khai đó, là phần nhiều gia đình tôi, các anh tôi là ở trong quân đội. Ông có thể cho biết mà khi mà đi vào trong ông vào trong Nam đó, ông học hết trung học đại học và ông có đi theo cái ngành gì không? Tôi là một cựu thiếu sinh quân, chị biết không? Thì tôi và thiếu sinh quân. Tôi đi từ Vũng Tàu. Tôi ở Vũng Tàu, có ở Mỹ Tho, có ở Huế, có và tôi học từ đó, xong rồi ra trường năm 1955. Thì tôi automatic lên trung sĩ, và sau đó tôi đi học trường Thủ Đức, khoa 8 Thủ Đức. Và sau đó thì ông đi binh chủng nào? Tôi đi chủng về quân vận. Quân vận. Và ông ở trong quân vận bao nhiêu năm? Suốt đời binh nghiệp. Từ lúc ra đó cho tới năm 75. Năm 75. Ông có thể cho biết là trong cái cuộc đời binh nghiệp của ông đó, cái năm 1968 ông làm gì và ở đâu? Năm 1968 tôi nói cái chuyện này thì tôi đã từng kể chuyện với mấy người Mỹ bạn của tôi đó. Thì 68 tôi được tuyển chọn đi học tại du học tại Hoa Kỳ. Thì tôi mới đùa với mấy ông bạn Mỹ của tôi ở Việt Nam
qua đây rồi thì đã bị tôi ra tranh cử đó. Nên là tôi đi nói chuyện nhiều lắm, về cũng sinh hoạt về chính trị nhiều lắm. Nên là tôi cũng lên quốc hội rồi tôi nói chuyện luôn. Thì tôi nói đùa là quốc gia của tôi đáng lẽ tôi phải ở lại để tôi chiến đấu. Nhưng mà rất tiếc là mấy ông giúp tôi là chiến đấu thay thế tôi. Tôi lúc đó tôi rất vui vẻ tại đất xứ của mấy ông ở đây là rất là sung sướng. Và nhưng mà gia đình ở lại Việt Nam trong năm Tết Mậu Thân thì vui lắm. Thì năm đó là tôi ở tại Hoa Kỳ. Và tôi đến 69, 69 tôi về. Và cho đến năm 75 thì ông ở đâu? Tôi ở tại, không phải Sài Gòn, nhưng mà tôi ở trong cái quân đoàn 1, quân đoàn 3 ở Biên Hòa đó. Vâng. Thì trong cái ngày 30 tháng 4 đó ông có bị lạc gia đình hay không? Tôi không bị lạc gia đình, nhưng mà tôi có sự yêu cầu của cố vấn. Thì yêu cầu tôi đi. Thì tôi cảm thấy là nước tôi trước mắt, thế là tôi chưa thể đi được. Vẫn còn, mặc dù tôi không phải là một sĩ quan chiến đấu, nhưng tôi là một cựu thủy sinh quân, tôi nói trước. Cho nên quốc gia dân tộc là trên hết. Tôi nói không được, thứ nhất. Thứ hai nữa là gia đình tôi ở Sài Gòn, tôi không thể bỏ gia đình tôi đi được. Thì tôi không đi. Thì sau đó tôi kéo toàn quân đi về Sài Gòn tối 29. Lúc nãy ông có nói là các anh em của ông đều ở trong quân đội, thì ông có thể cho biết là các vị đó ở trong quân đội ngành nào, cấp bậc gì? Thì nhiều ngành lắm, nào là bộ binh, nào truyền tin, nào là về nhân viên đủ thứ. Tôi có ông bị đi tù cải tạo không? Có, tôi có cái ông anh mà gần đầu đó, gần cái tháng thứ hai thì ông học ở trường sĩ quan Đập Đá. Nếu mà ông còn sống thì bây giờ cũng mấy sao là khác. Nhưng mà rất tiếc là ông ra vào khoảng 3 tháng thì bị đi hành quân đó. Rồi cái ông đi luôn, bị được cổng đi luôn. Hiện giờ thì tôi có hai người đi đi ở tù, xong rồi đi tập kết đi ở tù với cậu. Thì một ông đó thì qua đây được rồi, nhưng mà mấy ông mới qua đời cách đây 2 năm. Thế thì cái người anh cả mà có người vợ bị Việt Cộng giết đó, thì ông đó cũng là bị Việt Cộng bắn chết luôn. Ông này cái số ông cũng tội vất vả lắm. Ông là thay thế cha để lo cho bé con, bé em. Thì trước khi mà trước khi đó thì tuy nhiên tôi nói chuyện là vợ của ông bị chặt đó, thì gia đình tụi tôi lúc đó tôi còn nhỏ, tôi còn nhớ là đêm nào ba tôi rồi mấy anh tôi rồi tôi là đi ra ngoài đồng có những cái đào những cái hầm đó để trú ẩn lại, tại vì Việt Cộng nó cứ đến nó khuế phá hoài, nó mời đi họp á. Vừa thứ là tôi còn nhớ một lần là nó đến gõ cửa nhà tôi, nó mời ông già tôi đi họp, cái bà già tôi không cho đi, nói không có gì mà bắt chồng tôi đi rồi con tôi đi họp đi cả, mà họp thì họp bên đêm, họp cho cái nào thì nó dùng dằn đủ thứ. Thì trong lúc có ông anh của tôi đó, ông mà bị gặp lại vậy đó, thì ông có như tôi nói với chị cái này là ông già rước vợ vậy đó, nhà cũng nhờ ông học cái những môn đó, ông đánh thằng Việt Cộng, đánh mấy thằng đó, ông đánh luôn, đánh hết rồi ông băng, ông chạy thoát, ông băng qua đồng ruộng, lội qua sông đủ thứ rồi sau đó cái bị tụi nó bắn xuyên qua đây. Chắc là trước năm 54. Trước năm 54, trước năm 1904 mấy chẳng hạn gì đó. Thì bắn qua đây, rất tiếc là không có chết, nhưng mà tôi cũng nhờ nói lại thì cũng cảm ơn một cái nhà thờ kỳ đó ở Việt Nam, ở Quảng Trị đó. Thì thấy cái hoàn cảnh đó thì đưa vô nhà thờ,
Thế là nhờ băng bỏ cái nọ rồi sau đó mới đi nhà thương thì cứu sống được. Và sau khi cứu sống được rồi thì tôi như trước 75 cái năm nào tôi quên rồi thì ông đi công tác từ ông biết từ Huế rồi từ Quảng Trị vào Huế rồi Huế vào Quảng Trị là tôi cũng nhớ khi đó tôi vẫn đi học à thì bị việc cầm bệnh anh đến. Thế thì cái người con của ông anh đó, người cháu của ông mà bà mẹ của ông nuôi đó bây giờ như thế nào? À bây giờ nó cũng bị việc cầm bệnh chết. Thưa cái hoàn cảnh như thế nào? Thì mấy rất tiếc là rất mừng là cháu nó chưa có gia đình. Thành thành nó nên nó cũng bị bệnh bệnh luôn. Cũng ra chiến trường rồi. Ra chiến trường bệnh luôn. Như vậy là trong gia đình của ông đã có cháu rồi các anh đủ thứ, anh chị đủ thứ, cho chuyên nghiệp quốc gia. Ông có thể cho biết là ông ở trong gia đình ông theo tôn giáo nào? Phật giáo, Thiên Chúa giáo? Theo gia đình thì theo phong tục là Thiên Chúa là Phật giáo, nhưng mà tôi sinh hoạt đó thì tôi đạo nào tôi cũng kính trọng hết, đạo nào tôi cũng respect cả. Gia đình của ông? Gia đình thì Phật giáo. Và bên thì tôi có thằng con trai của tôi đó thì nó qua bên Thiên Chúa giáo, lấy vợ Thiên Chúa giáo. Ông có cho biết ông là một người con thứ 9 trong gia đình nhưng mà rất là được thương từ ông nội cho tới cha mẹ, rất là thương đặc biệt. Thì ông có cùng với mẹ của ông để sắp lễ trong những dịp đám giỗ hoặc là dịp Tết ấy, thì ông có phải là cái người đó hay không? Tôi thì tôi học thôi. Tất cả mọi việc là bà làm rồi mấy ông anh làm, cha mẹ làm thì tôi cũng theo thôi. Tôi cũng theo thôi. Những hình ảnh của gia đình ông là người giữ hay là ai? Hình ảnh kỷ niệm của gia đình. Hình ảnh kỷ niệm thì trong đầu óc của cha tôi, mẹ. Trong đầu óc của tôi hết. Và tôi, bà mẹ tôi thì được thờ khắp nơi hết. Gia đình nào cũng có hình ảnh của cụ hết. Ngay chỗ trong chùa cũng có của cụ hết. Ông lập gia đình năm nào? Tôi năm 1962. Và ông có bao nhiêu người con? 6 rồi. Bao nhiêu trai, bao nhiêu gái? Hai trai, bốn gái, nhưng mà chị hỏi nữa tôi cũng nói luôn là hiện giờ tôi còn có 5 thôi. Tại cháu út á, khi nó vượt biên qua đây đó thì nó mới 5 tuổi. Và cháu nó đi học lên được 19 tuổi thì nó bị car accident. Thì cháu đi luôn. Thì bây giờ còn 5 nữa. Ông sang Mỹ năm nào? 75. Đi năm 75, đi cả gia đình luôn. Vâng, đi cả gia đình luôn. Ông đi bằng máy bay hay là đi trên tàu? Tôi cũng phiền là tôi nói với mấy người Mỹ, tôi nói là tôi đến nhà thờ rồi họ hỏi tôi và thuyết trình nhiều lắm. Đi nhà thờ rồi các cái tổ chức bên Mỹ đó về các thì họ nhờ hỏi tôi về cái vấn đề mà cái vượt biên đi tìm tự do sao thì tôi trả lời cho họ hết. Tôi nói thành qua những cái hành động cử chỉ của tôi đó để nói chuyện thì họ rất cảm động và tôi cảm thấy họ rất nhiều khóc, người chảy nước mắt khóc. Cái sự ra đi không phải là một cái sự dễ dàng. Tôi đi Nhật, tôi đi Đại Hàn, tôi đi các nước bên Âu Châu đó, để thuyết trình cũng được rất quần chúng rất là cảm động và họ mặc dù qua thông dịch viên nhưng mà họ vẫn chảy nước mắt rồi đó. Họ tưởng mình qua đây là sung sướng lắm, được Mỹ rót nước đi rồi đón tiếp đàng hoàng này, nhưng mà họ không hiểu. Thế nên đó là một cái là mình truyền cho họ biết là nhất là mình đi thế nào hoặc là mình sống ở đây làm sao rồi hiện giờ mình thế nào. Ông có thể cho biết cái chuyến đi của ông? Chuyến đi từ Việt Nam. Chuyến đi năm ngày 30 tháng 4 năm 1974 thì tôi xuất phát từ khi mà tôi bên đó thì sáng hôm đó thì tôi lại xe jeep tôi đi với tài xế tôi đi coi mấy cái đơn vị của tôi đó coi từ năm giờ thì đến họ giải tỏa hết. Dọc đường thì nào thủy quân lục chiến, nào anh em nhảy dù, nào cả một bên đủ thứ trên đường cả.
Thì tôi vào trong cuộc phỏng vấn để tôi hỏi nhận cái lệnh tôi phải làm cái gì. Thì đi vô đó thì anh em trong nhà dù họ cho biết là thôi đại bàng đi về đi. Vì bây giờ không có ai nữa đâu. Bây giờ ông là cấp bậc gì trong quân đội? Rồi, 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 rồi. Thì tôi nói bây giờ tôi muốn nhận lệnh của bộ chỉ huy quân vận để tôi làm cái gì. Nói thôi bây giờ không có ai nữa, thôi bây giờ đại bàng đi về đó thu xếp cái công việc của đại bàng. Thì tôi về nhà thì tôi gõ cửa bà xã tôi là 5 phút đồng hồ tôi không thấy trả lời với anh tài xế của tôi nữa. Thì không ai trả lời. Tôi nói sao là cái gì xảy ra đây. Thì sau đó bà xã tôi bảo ra và nói anh ơi, ông Minh tuyên bố lộ hàng rồi. Đó, vậy thì tôi kêu tất cả gia đình con cái rồi lên xe đi hết. Chiếc xe jeep của tôi đó là chở 6 đứa, bà xã tôi rồi cô em tôi, còn anh tài xế thì anh nói thôi để anh đi lái xe Vespa, anh đi theo tụi tôi đó. Đó thì tụi tôi vượt qua một cái thành phố gọi là rất là kinh hoàng. Nào là xác chết, nào là máy bay trực thăng, nào là xe cộ ngổn ngang đủ thứ, rào chỗ này rào kia. Thì khoảng 12 giờ trưa đó thì tôi đi ngang qua cái ngân hàng quốc gia. Thì lúc đó tôi mặc quân phục, đội nón sắt, áo giáp, súng côn 45 rồi M16, một két lựu đạn rồi sẵn sàng cái xe đó. Có gì thì tôi nói là đời tôi hết rồi đó. Thì tôi băng qua cái ngân hàng thì tôi thấy 2 chiếc xe thiết giáp, xe tăng thiết giáp. Tôi mừng quá. Tôi nói vậy là mình được thoát nạn, không có bị cộng sản bắt được cái gì. Nhưng mà sau này rồi thì tôi được một ông người bạn là đại tá Nguyễn Bé đó. Ông cho tôi biết là mày biết 2 chiếc xe là xe gì đâu, xe cộng sản đó. Thế là tôi ôi tôi giật mình tôi lại đó. Thì tôi thấy đó là một cái thoát nạn. Rồi sau tôi đi qua cầu họ cũng không cho tôi đi nữa, tại vì bây giờ cầu rồi còn hết. Thì tôi có một cái sứ mệnh đặc biệt. Thế là tôi đưa ra thế là bây giờ tôi mở cửa tôi đi đây sứ mệnh đặc biệt. Thì thế họ mở cửa tôi đi, thì tôi đưa đến cái nó gọi là cái bến tàu kho 18 đó, cái đó. Thì từ đó tôi lên tàu, một chiếc tàu nó gọi là xem 8, tức là mê đi tàu đổ bộ đó, nó gọi là landing trap mechanical number 8. Thì cái tàu đó trước đó là tôi chỉ huy 19 chiếc tàu dưới quyền của tôi chỉ huy. Thì anh em đó thì tôi nói thôi bây giờ lấy cái tàu này đi. Ông ở trong quân vận hay là hải quân? Và hải quân quân vận. Vâng, tôi là giai đoạn trưởng hải quân quân vận. Thì lên tàu thì gia đình tôi, chiếc xe jeep của tôi chạy xuống dưới luôn, chạy xuống dưới đó. Thì cũng nhờ đó mà gia đình tôi tú rút trong chiếc xe jeep đó. Đồng bào hay là anh em hải quân, rồi trên đó có một ông dân biểu Trần Văn Ân với gia đình đi theo tụi tôi. Thì anh em ở trong chiếc tàu là crew đó, member đó, thủy thủ đoàn đó, họ xin phép tôi là thôi để cho em ở nhà, tại vì giờ thấy hòa bình rồi, cho em ở nhà thôi để chúc đại bàng với gia đình đi bình an. Thì cái anh tài xế của tôi cũng như vậy, ông cũng muốn là trở về với gia đình nè, không đi với tôi nè. Thì khi đó là tôi có một vài người bạn đó, họ đi theo tôi với anh em lính trắng cũng quen biết nữa. Thì có cái hay là khi mà tôi chỉ huy đó thì tôi học hết
máy móc tôi tập sửa rồi đủ tài liệu sửa đi. Tôi đi công tác nhiều lắm, đi thư nhiều, đi ven bờ biển, rồi là đi sông ngòi được rồi. Từ Cam Ranh mới trở về, về Sài Gòn, rồi đi xuống vùng 4 chiến thuật đủ này. Thì nhờ cái sự mà tìm hiểu của tôi và học hỏi trong lúc tôi chỉ huy, cho nên đã giúp cuộc đời của tôi về gia đình, về đồng bào thoát nạn. Thì lên đó thì tôi điều khiển chiếc tàu đi. Thì tôi về đi thì radio vẫn còn, thế là tôi về cầm nó kêu gọi đủ thứ cả, rồi lên mặt sát đủ thứ cả. Thì khi đó tôi mặc đồ quân đội thì tôi nói thôi bây giờ thế này, bây giờ tàu về nó đông quá, mà bây giờ tôi về cầm không biết tàu nào là mình, tàu nào của việc cộng, thế nên mình cứ đi nhờ nó bắt mình mà mặc đồ lính đồ trang đó. Thế là tôi cởi áo lính ra tôi mặc, thì tôi nói với anh em trên tàu đó, là nếu tụi việc cộng mà nó bắt á, hỏi đó, thì ai chỉ huy cái tàu này, cứ nói tôi đi, nói tôi không sao hết. Thì hỏi tôi là tôi là một sinh viên đại học, thì tôi có thẻ sinh viên đó. Tôi sinh viên trường luật, thì nói tôi vậy, thì hỏi sao mà đi thì cái đó để tôi trả lời không biết. Thì chỉ biết là thường thường tôi đi công tác á, từ cái chỗ đó mà đi ra chỗ Vũng Tàu và còn mấy tiếng hồ thôi, mà tôi đi như vậy là mất cả 6-7 tiếng hồ mới đi được. Tại vì tàu bè bị chìm, rồi đi không được, rồi chạy khúc này chạy khúc kia rồi kia nọ, rồi bị tụi nó bắn, rồi đủ thứ cả, rồi đồng bào sợ sệt hoảng hốt, rồi anh em một số anh em hải quân đi chiếc tàu gọi là tàu tuần tàu đi tuần đó, nó gọi là PPR đó, tàu đi sông á, tuần đi sông, thì họ rượt tụi tôi tưởng là giật cổng, hẹn tụi này bên kia tụi tôi ráng lại tại thích nhanh, họ cũng ráng thích nhanh, thì họ la ở lên không không đây là bạn đây bạn kia, tụi là hải quân ở đây, thế nên tụi tôi dừng lại cho họ lên, nên cũng nhờ hai anh sĩ quan hải quân đó mà cũng giúp tôi trong cái chuyến hành trình từ Sài Gòn, rồi tôi ra Phú Quốc, rồi tôi ra Quân Sơn để có thì có tàu Mỹ cái nào vớt mình cái nào. Mà chỉ biết cái tàu mà tụi tôi là tàu không có địa bàn, không có ống nhòm, không có mái che, nên nửa đêm thì lạc, không có cái neo nữa, tại vì không có gì hết, tại cái tàu cái chạy lên quanh ở trên biển ở Vũng Tàu đó. Thì tôi cũng nhờ có sự học hỏi đó nhiều, cũng là tự huy rồi, cho nên tôi coi trăng coi sao tôi mới đi cái hướng coi sao đó. Thì đáng lẽ là tôi bị đá ngầm ngay chỗ Côn Sơn rồi, là có những cái bậc nạn hết rồi. Thì sau đó rồi thì thoát được cái nạn đó thì cũng là ngồi vẽ lại với nhau sao trăng như nào đủ thứ hướng về đi về Singapore. Tàu giờ đi ra tàu Mỹ cũng có rồi. Bây giờ tàu của tôi là tàu đổ bộ, chứ không phải là tàu đi biển. Tàu là tàu đi sông. Cho nên cái lươn tàu nó bằng phẳng, chứ không phải nó nhọn để mà chĩa sông. Hay là tụi tôi lại bị nước vào ở trong tàu nữa. Thành ra anh em cùng nhau phụ để mà múc nước mà ra nghề. Thì sau đó chúng tôi để đi lại bờ Việt Nam, tại vì chúng tôi đi mà gần thì sợ Việt Cộng Bắc sẽ đi xa một chút, thế nên là cứ hướng đi. Thì tôi đi qua đến Mãi Lai Á đó. Thì tàu tụi tôi là bị sóng ba ngày trên trời. Thì chiếc tàu đó là có những chiếc lá ở trên biển và sóng quá lớn, cứ lên nhìn xuống như thế này, thế nên đồng bào khóc la đủ thứ quá. Thì tôi cũng trấn an nhiều, nói là chúng tôi là thường đi công tác và những cái trận bão thế này đối chúng tôi là thường lắm, nhưng mà thật sự trong tâm mình nói dối, không có thật thà, nhưng mà mình phải trấn an đồng bào. Thì mưa gió rồi bão táp máy hư nữa, chỉ tàu 4 máy, mưa hư 1 máy, thành cái tàu chạy lên quanh. Thì nhờ có một cái tàu bạn cũng
một loại với nhau, được đơn vị khác nhưng mà cùng nhau, thì cặp nhau để mà đi, mà rồi nó cũng xoay tròn luôn cả. Thì tôi có vừa nước mắt chảy, vừa mưa rơi ướt át, vừa nước biển, nên là vào miệng là khó chịu kinh khủng lắm. Nhưng tôi đã lên tàu, tôi đã kêu gọi đồng bào là hãy bình tĩnh và tôi sẽ bảo vệ cái sinh mạng của quý vị. Vì ngày xưa Columbus đi tìm tân thế giới thì ngày nay mình đi tìm cái ánh sáng tự do. Thế là quý vị cứ yên chí thôi, không sao cả. Nhưng mà khi tôi nói rồi thì tôi xuống dưới cái chiếc xích zip và gia đình tôi ngồi đấy. Tôi hôn tiễn biệt vợ con thôi. Tôi đã không còn sống nữa, chết. Sẽ chết, nhưng mà vợ tôi cũng bình tĩnh, con cái không biết gì hết. Nói tôi là đồng bào không ai biết gì cả. Nhưng mà tôi biết sẽ chết. Sẽ chết. Nhưng mà nhờ ơn trên, tôi không biết ai đã cứu vớt chúng tôi. Tôi đã kêu gọi đồng bào là thứ nhất là tôi bảo vệ sinh mạng của quý vị. Tôi sẽ làm thế nào mà để bảo vệ quý vị không có một người nào bị một tai nạn gì cả. Tuy nhiên tôi cần đứng lên thiêng, quý vị tin vào ai xin cầu nguyện những vị đó cho tôi, và tôi sẽ đứng bên cạnh với quý vị, tôi sẽ bảo vệ cái sinh mạng của quý vị. Nhưng mà nói để mà nói, lòng tôi thấy là chết rồi, không còn sống được nữa. Chỉ biết cái tsunami đó, thì tôi nhìn lại bây giờ vợ con tôi mà thấy đó, tụi tôi đi cruise đó. Bà xã tôi nói bây giờ là ban ngày thì bà có thể thấy được, ra bong mà coi được, ban đêm là bà không dám, thì bà nghĩ đến cái cảnh tượng ngày xưa. Thì chỉ biết là khi mà tôi qua đây thì tôi nói chuyện là thì tôi nói là tôi không tin Thượng Đế, tại tôi không biết Thượng Đế là ai cả. Nhưng bây giờ tôi tin Thượng Đế có một người nào đó đã cứu vớt chúng tôi, nếu không chúng tôi đã chết rồi. Đó là cái việc mà nguy hiểm thứ nhất, đó là chết 100% rồi đó. Không có thể nào rồi, nhưng mà ai mà giúp được là chiếc tàu nó đứng như này, rồi nó chà ra rồi thế này, chỉ biết là tàu, thì tôi nói đó. Rồi chỉ biết là như là quý bà, tàu không có toilet, quý cô, tàu không có toilet, rồi không có thay áo quần được. Xin lỗi với chị và tất cả quý vị, một lần đi tiểu, lần đi cầu khó lắm. Chỉ biết là người chồng, nếu có chồng thì họ cầm tay cho người vợ đi. Chúng tôi là đi chỗ nào, tao chật hết rồi, con cái kiểu như vậy, nhất là những người mà có kinh đó, tội nghiệp lắm. Miếng giấy cũng không còn, máu chảy tùm lum thành là đủ thứ cả. Áo quần không ai thay hết, không có người nào mà thay được, ướt hết rồi, dơ giấy vẫn chịu rồi. Đói, khát nước, đủ thứ cả. Hai năm anh em chúng ta khuyên của tôi nhiều lắm, tức là nhất là anh em hai quân mà tôi nhớ hoài, không biết giờ hai anh ở đâu. Tôi ngồi trên bóng tàu, tôi lái tàu với hai anh em, thì hai anh cho biết là nếu Đại Bàng mà có chuyện gì là tụi em chết rồi Đại Bàng luôn. Vẫn còn cảm, nghe tôi cảm động quá. Để bắt tôi phải, anh em bắt tôi phải nằm xuống nghỉ. Chỉ biết là từ Việt Nam mà qua là 7:30, không ngủ thế nào vậy, không ngủ hết. Tại vì tao mà chạy dục một cái là sợ rồi, tại vì mình có cái trách nhiệm là mình bảo vệ sinh mạng cho đồng bào của mình. Thì anh em đè tôi xuống nằm xuống, thì tôi nói ok được rồi, ok được rồi. Thì, nó nói câu mà tôi vẫn nhớ hoài,
Đại Bàng mà có chuyện gì là tụi em chết với Đại Bàng luôn. Rất là cảm động và rất là mình. Mà anh em đó là em sĩ quan hải quân chứ không phải là thường. Thì khi tôi đến, chúng tôi soát thì tôi đến Đài Malaysia. Thì khi đó trời quang đãng lại rồi, mừng quá. Thì tôi yêu cầu tất cả anh em quân đội, như là tàu tôi là có 2 khẩu đại diện 50 trên tàu, tại vì cũng nhờ cái đó để có thể mình áp đảo những cái đứa mà nó tấn công mình. Nhưng mà qua đó thì tôi thấy yên rồi. Thế nên tôi yêu cầu là 2 khẩu đại liên gỡ ra tháo xuống bỏ những sông, tại vì mình sợ là chính phủ Malaysia nó bắt được cái nào cũng không thì anh em xuống bỏ trả hết. Thì rồi chúng tôi gặp được một chiếc tàu buôn. Thì nói bây giờ tôi mới lên tàu để xin cứu vớt. Tại bây giờ dưới này đàn bà của nít không có nước uống, không có thức ăn mà ăn, và có người cũng mệt mỏi bệnh quá, thì bây giờ xin cứu tụi tôi. Tại vì cái tàu tôi bây giờ chạy có 3 máy, thì nó chạy cũng nhanh được nhưng mà chạy nó sẽ xoay hoài. Thì ông phó thuyền trưởng nói là bây giờ ông thuyền trưởng ông đi lên ở trên bờ rồi, đến Malaysia rồi, thì nó không có ở đây. Thì nói bây giờ nếu không có thì ông quyết định được không? Nó không, tôi phải chờ hỏi khi nào ông tới. Ông nói mấy ngày nữa ông mới trở lại đây. Thế là tôi quyết định là không, mình phải tiếp tục mình đi đến Singapore. Thì bây giờ nó nói là bây giờ hướng dẫn cho chúng tôi con đường đi đến Singapore đi sao, đi cách bờ biển được bao xa thì không có bị giờ, tại vì khi đó là mình sợ, không sợ cộng sản nữa. Thì mình khi đó không sợ cộng sản nữa, tại vì cộng sản có nằm bên bờ nó đó nữa. Thế là tôi nói cho tôi đi qua Singapore mà gần sát bờ đi sao. Thì họ hướng dẫn cho đi, thì tôi nói tới bây giờ anh em có quý vị có thức ăn không, có thức uống nước uống cho tụi tôi một ít để cung cấp cho những người tôi bây giờ đang còn đói. Thì họ cho bánh mì, cho nước uống đó, cái nó rồi xong tụi tôi tiếp tục hành trình qua bên Singapore. Thì cái qua Singapore thì tôi được một ông đại úy hải quân ở bên Singapore đó, hướng dẫn vô bờ, vô trong cái harbor đó. Thì ông cho biết là ở đây có 5 chiếc tàu của Hải quân Việt Nam. 5 chiếc tàu đó là sửa soạn đi Subic Bay. Bây giờ ông làm sao mà ông chia 5 chiếc tàu này 5 thành 4 chiếc tàu này thành 4 toán để đưa đi lên đó, mà chiếc tàu này của ông thì tôi giữ tại đây, xe trip tôi để luôn. Thì tôi thấy ok, tôi chia toán này đàng hoàng đấy. Thì có gặp một số anh em hải quân, họ đi chiếc tàu khác, cũng phải là cái 4 chiếc tàu đó, không biết đâu mà hải quân cũng cái tàu loại đó. Thì họ xuống dưới tàu, họ hỏi nếu cái tàu có chạy đi về Việt Nam được không. Tôi nói chúng tôi ở Việt Nam mới qua, không biết có đi được không, chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi bị hư máy móc rồi. Thì họ muốn đi về trở lại Việt Nam. Thì tôi nói cái này là tôi không có biết. Thì ông đại với hải quân nó hỏi, với ông nói cái gì vậy. Tôi nói này là không được, không được, cái tàu này phải ở đây chứ không đi đâu được cả. Thì khi mà đó rồi thì anh em sừng sổ với tôi. Tôi nói đâu có quyền hành như tôi nữa, bây giờ tôi ở đây rồi thì họ hướng dẫn tôi thì tôi làm đó. Thì chia ra 4 toán, thì toán 1, toán 2, toán 3 lên 4 cái tàu. Thì ông nói bây giờ tại gia đình của anh là lên cái tàu số 4. Thì tụi tôi chạy cái tàu đó để lên tàu số 1 bao nhiêu người, số 2 bao nhiêu người, số 3 bao nhiêu người. Thì đến cái tàu số 3 đó thì bà xã tôi với mấy con tôi đi lên. Tôi nói không không, mình đi chiếc tàu số 4. Bà xã nó khóc quá trời khóc. Bây giờ khút này anh lo gì nữa, bây giờ người ta lo rồi, bây giờ anh lo cho gia đình đi. Tại sao mà bây giờ anh làm thế này thì anh bỏ gia đình nữa, khóc quá trời. Thì tôi cũng đồng lòng, tôi nói, tôi hỏi lại ông đại với hải quân, rồi tôi đi tàu này. Nó không không, anh đi chiếc tàu số 4 đó. Anh đi tàu số 4. Rồi tôi nói
em ơi, mình họ đã cho mình đi chiếc tàu số 4 mình tàu này rồi cái nữa. Bà khóc quá, bà làm dữ dữ cái dữ. Thì tôi đồng lòng quá, nhưng mà tôi nói nó không không, nói bà là anh đi số 4. Thì ơn trên cũng phù hộ sang cái biển. Khi lên tàu số 4 thì tôi nhớ là ông hàm trưởng là ông thiếu tá, thiếu tá Anh rồi, cũng người Trung. Thì tôi có những câu chuyện mà tôi không muốn nói, tại vì câu chuyện là trước đây liên quan đến ông dân biểu ở Ấn là tôi chụp cổ ông đó, là tôi chụp cổ rồi là tôi định dục xuống dưới sông dưới biển, nhưng mà thôi được rồi, để cho ông tham đi. Thì lên đó thì gia đình tôi được, đây là cái toilet rồi kìa, thì gia đình tôi được một khúc nhỏ xíu rồi, 8 người đó đi làm. Thì ông có hỏi bây giờ ai ở đây, ai có kinh nghiệm về vấn đề để chỉ huy đảo, thì tôi đưa tay là tôi có kinh nghiệm, tôi đã du học tại Hoa Kỳ. Thì ông cho tôi nên làm thuyền trưởng, còn để cho ông nghỉ, nghĩa là có nên captain đó. Thì khi mà đi về Subic Bay đó, thì chúng tôi liên lạc được 3 chiếc tàu với nhau. Kỳ đó là ông đại tá Thiền, thì là ông chỉ huy cái đoàn tàu đó. Thì chúng tôi đi với nhau thì trong mấy tiếng đồng hồ đó, trời tối quá rồi đó, thì tôi mất liên lạc với cái tàu số 3, không còn liên lạc được. Thì tôi báo cáo cho ông thuyền trưởng là ông Anh đó, thưa đại bàng là bây giờ tàu số 3 tôi không liên lạc được, bây giờ đại bàng nghĩ sao. Thì ông báo cáo cho ông đại tá Thiền, thì 3 chiếc tàu đó trở lại Singapore để mà tìm chiếc tàu số 3 này. Thì khi mà trở lại rồi 2 tiếng đồng hồ rồi không gặp đâu hết, thì tôi có nói với ông thiếu tá Anh, tôi nói đại bàng bây giờ mình trở lại mà mình đi thế này, mình sợ nhất là có tàu của Trung Cộng hay là tàu Nga nó chặn cho mình, là có mình không mất tự do rồi, nó chụp mình rồi mình tiêu luôn. Thế là tôi đề nghị với đại bàng là nên đọc cái chuyện này, là đại tá Thiệp là nên cho đoàn tàu trở lại xuống về. Chứ còn bây giờ mình đêm hôm thế này đâu có thấy đường nữa ra, mình cũng vậy. Thì trở lại hai ngày sau đài BBC tuyên bố là đã chấp nhận 12 thủy thủ đoàn đã trở về với chính phủ ta, cái gì tôi quên rồi, và mỗi người được thưởng 1 triệu đồng. Trời ơi, tôi nghe cái chuyện nói tôi hết rồi, là cái tàu thứ 3. Nếu chúng tôi lên đó là đi tiêu hết rồi, không còn gì nữa. Thì tất cả những người trên đó là chống đối lại. Tại vì đó, một số anh em sĩ quan hải quân về hải sĩ quan trong cái đoàn của đại tá Thiệt đó, là trước khi ông đi, tôi có biết là ông hỏi là ai muốn đi theo với tụi này, với ông đó, đi qua Mỹ, đi qua Úc gì đó, đi qua Úc thì người ta không chấp nhận cho mình trở lại Mỹ, Subic Bay. Thì họ đồng ý đi hết, nhưng mà qua Singapore họ đổi ý, thầy nhớ vợ nhớ con đổi thứ họ đổi ý. Cho nên họ đã cướp cái tàu số 3 đó mà trở về bên Việt Nam, và mọi người được thưởng 1 triệu. Tôi nói đó là một cái mà trời đất đã định sao đó mà gia đình tôi thoát được một cái chết thứ hai nữa. Còn một số đồng bào đến đó là không nghe tin tức gì, nó chỉ cho biết là 12 thủy thủ đoàn đó đã về với bộ đồ chúng ta, cái nội thì tôi quên cái đó rồi. Đó là vậy. Thì bây giờ tôi nhớ lại một cái là tôi rờn óc lên luôn, rờn óc luôn. Tại vì mình đã đi để tìm tự do, mà chính người mình hại mình chứ đâu phải là ai hại mình đâu. Thế nên tôi cảm thấy là rất là mừng là khi mà kể chuyện này cho bà xã, người nào cũng run hết, run mình cả. Rồi chúng tôi tiếp tục đến Subic Bay. Thì cái cộng đồng của chúng tôi là khi mà đến Subic Bay thì tàu Mỹ họ ra họ tiếp đón hòa, và họ cho biết là bây giờ trên tàu có những người cái nọ đủ sao để họ, tại vì tụi này không có miếng trái cây, không có miếng rau, không có miếng nước, họ tiếp tế nước, họ tiếp tế và trái cây, một người một trái tàu. Tôi nói thì là
Tôi nói chị, tôi cảm động quá. Mỗi người chia cho con cái, cho vợ con người. Tôi cầm tay trả ông đây. Và xã hội tôi, sao em không ăn đi? Không, anh để cho anh con. Thấy con tội nghiệp lắm, cực khổ. Cái cảm động thứ hai đó là khi vào cái địa phận hải phận đó, thì trong quân đội Mỹ họ cho hạ cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống, chỉ có treo lá cờ Mỹ mà thôi. Thành đồng bào dù không phải là chúng phải là quân nhân, không phải là dính díu gì về vấn đề mà quân đội, nước mắt họ vẫn chảy ra, cảm động quá khi mà lá cờ Việt Nam Cộng Hòa hạ xuống. Và tụi tôi chỉ biết là lên tàu chỉ có được một đôi dép, mặc pyjama trong 22 ngày rưỡi trời, không có một thay một bộ đồ, không có một miếng rau ăn, không có một miếng cơm gì đàng hoàng đâu để mà. Nhưng phải cảm ơn là chiếc tàu đưa chúng tôi đi, họ cũng tiếp tế chúng tôi thức ăn đàng hoàng, nhưng mà đông quá không có đủ. Nhưng đó là một cái lòng nhân đạo của họ, tôi rất biết ơn. Rồi từ đó chúng tôi vào sân bay ở trong trại. Một tháng sau tôi chuyển qua bên Guam, rồi đi về Stapleton, đi về cái trại Camp Pendleton, rồi ở đó vào một tháng. Rồi tôi được một gia đình ở Colorado này về bảo lãnh, thì họ có nói tôi là họ sẽ đưa tôi qua để làm thợ mộc ở bên này. Thì tôi nói rằng là tôi ở Việt Nam tôi chưa bao giờ tôi làm thợ mộc, và cái nghề đó thì không phải đúng nghề. Tôi là trong quân đội gần như suốt cuộc đời tôi có thể phụ được cho thầy, tôi làm thợ mộc tôi làm được, và hơn tôi muốn ở tại California để cho hợp với không khí Việt Nam. Thì họ cho tôi biết là bây giờ đây đầy hết rồi, không có chỗ nào nữa, thì bây giờ anh chờ đi. Thì tôi chỉ chờ hai tuần lễ sau họ gọi lên lại, họ cũng nói y chang như vậy. Thì tôi nói thế này, thôi 50 tiểu bang nào cũng là quê hương thứ hai của mình, thôi mình đi, tại vì ở trong trại lâu quá chỉ biết nó đâu có đủ phương tiện đủ thứ cả. Nhưng mà tấm lòng của tôi lúc nào tôi còn nhớ ơn chính phủ Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ, cho nên tôi không bao giờ quên được. Mặc dù họ cho ăn yếu kém, họ tiếp đại không cái nghiệp cũng bỏ qua cả, tại vì đông quá, thì mà họ làm như vậy, như là anh em sinh viên đại học họ lo, nào là sinh viên bác sĩ, sinh viên này sinh viên nọ đến nó lo cho mình, và bên là cái người như là tin nản như thế, mình thấy là quá cảm động rồi. Thì sau đó tụi tôi bắt buộc đi, thì đi qua bên này thì nhà thờ y chang vậy, vẫn là cái job đó. Thì tôi qua thì họ cho một cái duplex nửa duplex ở thì để ở đó. Thì mới qua thì chiều chủ nhật thì ông chủ nhà thờ, không phải chủ nhà thờ mà ông sponsor đại diện nhà thờ để mà tin lành Lutheran để mà lo cho gia đình tôi, thì ông nói xong ngày mai đi làm nha. Tôi nói giờ đi làm cái gì? Ông chỉ cái làm cái nào đó. Tôi nói bây giờ vợ tôi thì không biết tiếng Anh, con cái tôi thì còn nhỏ, thế nên để cho tôi một tuần lễ này đi làm. Thì chỉ biết là cái kỷ niệm đau buồn của tôi trong ngày đầu tiên đi làm, nước mắt chảy mà phải rơi. Khi tôi đến nhà ông ta thì ông giao cho tôi một cái bọc, thằng nghề nó gọi là cái two pouch, nào kèm nào búa nào được thứ nào, ông ở đây đồ của anh đây. Tôi đứng vào khoảng 5 phút tôi lặng không nói gì cả. Ông hỏi tôi thì chứ sao vậy, tôi không sao cả, tôi cảm động thôi, tại ông lo việc cho tôi. Thì rồi bây giờ thôi, ông mời uống cà phê rồi kia nào rồi, trời, đi thêm một người phụ nữa làm. Lượt việc đầu tiên
là việc gỡ mái nhà cũ, nó gọi là shingle đó. Chỉ biết trời nắng chang chang trong tháng 9 mà tôi leo lên nóc nhà để mà làm cái đó, mà cái servo rồi nảy lên từ cái một mồ hôi nữa chảy ra, mà mình tự nhiên mình đâu có hoạt động đâu. Cái ông ra một cái lệnh là tất cả anh em nào mà ở trên mái nhà mà đi xuống đó, thì khi đi xuống là phải khiêng vác một cái bó shingle lên, mà cái bó shingle đó là 80 bao, leo lên thang bước lên. Thì khi đó vào khoảng độ gần trưa rồi, Tống cứ bao giờ mấy người xuống mà Tống đi xuống. Thì ông hỏi tôi một câu, thì Sâm à, sao ông đi toilet hả, bedroom hả? Tôi nói không, tôi chưa để chờ đi được rồi. Cái ông biết rồi, nghĩa là ông nói cả rồi, sao cả đi 12 giờ đi xuống ăn, chỗ ăn trưa chỉ biết nằm ngồi trên đó mà nắng như mà hơi lên đúng như mồ hôi mà tát hết chỗ nào. Thì đùng một cái tôi ở trên một nóc nhà, tôi té xuống, tôi lăn cùng xuống mệt quá. Thì không biết ơn trên giúp đỡ hay là mình có vỏ là ngọn vỏ cái gì chưa biết, thì tôi chụp được cái máng xối, tôi nhảy xuống, nhờ ơn trên không có gãy tay gãy chân không có gì cả, chụp miệng xuống. Thì ai hết hồn hết, mọi người là hết hồn hết à. Mà mình đâu có quen được với nhà đâu, ở đây mình đâu biết đâu, mà leo lên cao gì mình đâu biết đâu. Thì sau đó rồi thì họ đến rồi chúc mừng tôi, không có cái gì, cái nọ có gì đều đi nhà thương cái nọ. Tại vì insurance nó không có bao bọc, đâu vấn đề này về self-employment không bao. Thì sau đó có người anh thì họ gẹo tôi, Sung à, tại sao mình đi cầu thang mà mày đi cái đường đó? Là, tại vì tao thử, tôi biết tao võ sĩ của tao đến đâu. Thì đó là cũng, đó là kỷ niệm mà đi làm cái ngày đầu tiên. Rồi sau này thì ông hỏi Sung bây giờ có làm cái mái nhà được nữa không? Thì tôi nói làm được nhưng mà mái nhà thấp á, chứ còn mái nhà cao thì không được. Thì cũng một tuần lễ sau bị một lần nữa, lên lợp mái nhà thì cái này là cái shingle rồi. Trước khi bỏ shingle thì có những cái rô dài nữa mà nó cũng nặng lắm, nó vác lên. Thì nói bây giờ ông vác lên tôi không có đủ sức để tôi vác lên đây. Thì ông vác lên cho mình. Thì mình vừa trải ra một cái nó lăn xuống. Nó lăn này xuống nhưng mà chụp lại. May ra này không có bị té. Những cái bước đầu tiên thì tôi về tôi nói chuyện với xã. 12 tiếng hồi đó, làm 12 tiếng hồi. Thì bà nói thôi bây giờ anh có làm được không? Nói bây giờ thì anh biết là anh làm không được, nhưng mà phải ráng làm. Rồi nghĩ đến anh với con. Rồi, thì từ đó rồi thì tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi không phải như vậy. Tại vì khi ở Việt Nam thì tôi vừa đi lính vừa đi học hàm thủ, tôi học về luật. Thì tôi nói bây giờ mình bây giờ thì có thể làm được vài ba năm, nhưng mà khi lớn lên sao mình làm cái nghề này nổi, chịu nổi. Thì tôi quyết định tôi trở lại trường học, tôi vào học. Thì tôi học xong tôi đầu được cái bằng associate degree đó về electrical. Xong rồi bước thêm một bước nữa là tôi lại học về BS, về engineer technology. Từ đầu đó năm 1986 đọc full time, đi học full time. Đó là một cái việc mà không những cái như tôi mà muốn để lại con cháu thế giới lại sau này. Tôi lo cho 6 cháu mà xa tôi như thế. Nó thì có tôi lo. Khi vô tôi vô tôi đã học con cái lớn rồi, phải đi nhà để hai người cháu nhà đi ra nó nhau 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 nhau
biết là năm 1975 thì cái lương mà trả khi mà tôi làm cái xe ôm lớn mình thì họ trả cũng đến nỗi gì 4 đồng một giờ. Thì tôi thấy cũng đến nỗi, ngoài ra chỉ bên đó họ trả bằng 2 đồng 2 đồng mấy thôi. Nhưng mà sau khi cái xe ôm lớn mình thì họ hết hiểu việc rồi đó, lấy học tôi bị lấy học thì tôi chuyển qua bên chỗ làm về cái nghề là tính tiền tính bạc, thì họ trả 2 đồng 45 sen một giờ. Tôi vẫn ráng chịu, vẫn ráng chịu một thách, tại vì con đường hướng của tôi là phải đi lên. Bây giờ cho mình xuống thì mình phải làm thế nào? Sau đó tôi mới xin ông manager là ông cố gắng giới thiệu tôi đi làm cái chỗ cái warehouse của cái hàng Walgreens để nó tiền nó nhiều hơn chút, tại vì với gia đình tôi là được 6 cháu, vợ nó tiền nó không có đủ. Thì giới thiệu trong đó thì tôi làm được khi đó lên là năm 76, gần 76 thì cũng được 6 đồng 6 đồng rưỡi. Thì tôi thấy là cũng yên đồn, thì tôi tiếp tục học. Học rồi cái năm 79 tôi đầu cái Associate Degree in Electronic Engineering. Rồi tôi vô cái một cái hãng khác lớn hơn thì họ trả tiền cao hơn, tôi tiếp tục học. Khi đó thì tôi sau khi tôi đã học rồi thì họ bổ nhiệm tôi làm về technician ở trong đó, rồi lên phụ tá cho engineer đó. Rồi cũng không may nữa, rồi họ lại đóng cửa, tôi phải bỏ sở. Tại vì họ không phải đóng cửa nhưng họ dời đi một tiểu bang khác, một Missouri. Thì tôi không có đi, tại vì con cái vừa có mình đây, khi nó vừa tôi cũng có nhiều việc làm rồi, con cái học ở đây và bạn bè mình cũng đóng đây. Và tôi khi đó tôi cũng làm là chủ tịch cộng đồng Phật giáo tại tiểu bang Coro này và những công việc khác nữa. Thế nên tôi thấy là mình bỏ đi thì tiếc lắm. Và hơn nữa qua bên kia họ cắt cắt lương, thì họ có nói là nếu trường hợp ông mà đi thì ông sẽ được thăng cấp, tức là tôi là chief engineer. Tôi nói cảm ơn, bây giờ rồi tôi không tôi đi rồi, thì là trường hợp này. Thì sau đó rồi thì tôi đi tìm khác, thì cái cũng may mắn thì tôi vô tôi làm cái hàng lớn lắm, cũng lớn lắm. Thì mới làm được cho 2 tháng thì họ bổ nhiệm tôi làm supervisor. Rồi supervisor trong mấy năm thì họ lại bankruptcy, đóng cửa. Thì tôi được may mắn là họ vinh danh tôi. Thứ nhất đó, là họ cho tôi một cái vinh dự mà có thể ít người có lắm. Đó là the employee of the year. Sau đó thì ông president cũng như vice president là ông đã tuyên bố nhiều với các cái họp đó, ông đi họp với các cái tổ chức cái ngành khác. Nói tôi có một ông supervisor đó. Ông này là the best supervisor in Denver. Đó, thì họ biết được khi cái chuyện đó, thì sau khi mà cái hàng mà đóng cửa thì một số hàng họ gọi điện thoại cho tôi, họ mời tôi tham gia. Thì tôi là con người rất là có tình có nghĩa với hàng, tại vì họ là thương mến mình rồi. Mà mình bây giờ mình bỏ họ đi thì có, mặc dù là mình đi được, tại vì là họ đồng ý cho mình đi, nhưng mình có cái nợ lòng mình làm đó, tại vì họ chưa đuổi mình. Nhưng họ đuổi mình khác thì tôi nói bây giờ chờ tôi, cho đến khi nào mà cái ngày mà cái hãng này đóng cửa thật sự thì tôi bảo cho ông biết. Rồi tôi nói ok, thì tôi cũng được làm supervisor trong đó nữa. Đó, thì từ lên và thì lương cái nó khá là chút. Và cuối cùng trước khi mà tôi ở đây là trong gần một năm này thì tôi mới bị lay off, tôi vẫn đi làm thường. Mặc dù tôi bị hưu nhưng tôi phải làm như vậy. Thì không nói dối chỉ là để nói cho giới trẻ nó biết, chứ không phải là từ khoe mình. Thì nói riêng là với cái tuổi tác này mà tôi làm một năm như vậy là trên 100.000. Thì tôi biết là các cháu, các con cái hãy nhìn cái gương. Mặc dù tôi không có sáng sủa như những bác sĩ, những kỹ sư, những khoa bảng khác, nhưng ít lắm tôi cũng là một cái gương sáng cho một số người trẻ trong này. Nhất là các trẻ đừng có đi bơ vơ ở trên đường mà không lo cái ghế vào ghế trường học, hoặc không đi kiếm việc làm, hoặc là
làm tầm bậy tầm bạ, mất đi cái uy tín của cái người Việt của mình ở đây. Vì điều đó mà tôi khuyên cái giới trẻ, cho nên tôi đã từng đi thuyết trình với giới trẻ trường đại học, tôi nói chuyện với anh em học sinh, tôi đi thuyết trình với nhiều chỗ khác nữa. Thế nên tôi thấy là đó một cái hành diện của tôi được đem được một cái gì đó cho đồng bào của chúng ta. Nếu họ cảm thấy rằng cái việc làm tôi là đúng thì họ làm, mà nếu không thì thôi. Đó là cái công việc, đó là công việc. Ở đây đại khái như vậy. Ông có thể cho biết hiện nay 6 người con của ông đang làm gì? Con tôi bây giờ tụi nó có business riêng của nó làm về business nó. Thế nên tôi thì tại vì tôi biết nhiều nghề lắm. Cho nên khi mà ở Việt Nam mình qua đây, mà nếu mà mình biết được nhiều nghề thì mình có nhà có cửa hay cái gì thì nó đỡ tiền nó nhiều lắm. Thế nên tất cả như điện hay nước hay là bất cứ một cái gì là tôi làm được hết. Thế là giúp mấy cháu, cho gia đình. Thế là nó đỡ đỡ. Con của ông học những cái ngành nào? Nó thì đứa thì trung học, đứa thì lên đại học, đứa thì bây giờ con đứa làm về manager của thì art department. Đó. Có cháu ngoại cháu ngoại gì chưa? Ôi có, bây giờ là ba đứa cháu cô rồi. Ba đứa cháu cô, tôi có đem một số hình để đi cho mấy cái. Mấy cháu nội cháu ngoại mà lớn thì mấy cháu làm nghề gì? Mấy cháu đi học, vẫn đi học còn được. Thì đây là một cái nữa mà tôi cũng cho chị và nhiều đồng hương nào mà cũng nghe được, thì nếu tôi quá trớn thì cũng xin lỗi. Là tôi nói mấy cháu tôi, con tôi đó, cháu tôi đúng không? Là nên noi gương ông ngoại, ông nội. Mặc dù ông ngoại, ông nội so với người ta không bằng ai hết, nhưng mà mấy cháu thì luôn nói là ông nội, ông ngoại là role model của tụi con. Thì tôi có một cái message mà tôi đưa cho tụi nó đó, mà bây giờ tụi nó nhớ trong óc hoài. Nếu các con đó, mà không học hành trường chương trình đại học đó, thì đừng bao giờ nhìn mặt ông ngoại. Cho nên mấy cháu nó đua nhau nó học. Bây giờ có hai đứa ra trường rồi. Thì bây giờ mình phải tiếp tục học cái nào, rồi đứa này thì nó sẽ làm cái này, đứa này sẽ học cái này nó. Tôi nói với mấy cháu nó là các con học gì tùy theo các con thích, nhưng mà phải hết cái chương trình college là tối thiểu. Rồi học lên cái này, học lên cái nào. Đó là cái học. Thế nên ở đây về vấn đề học vấn thì tôi cũng đã từng giúp đỡ trong cái sở học chẩn của Denver này nhiều năm. Hiện giờ tôi là cố vấn cho sở học chẩn Denver. Tôi cố vấn cho sở học chẩn của City Aurora là nơi tôi ở. Và tôi thường tiếp xúc với các em học sinh để khuyến khích anh em học. Đó là cái mà tôi đặt nặng nhất là về vấn đề education. Hy vọng rằng các cháu nó nghe được chút thì nó cũng cố gắng thay đổi cái đường lối một chút. Đây là cái việc mà dài việc chúng nói trước, ngay cả Mỹ, Á Châu, tôi đi đâu đó mà bất cứ người nước nào mà trong Á Châu hay là các nước khác ngoài Mỹ ra mà đầu bằng cấp này học cái kia là tôi khen người và phổ biến cho anh em. Thế là từ đó nó có cái phấn khởi ở trong đó. Thế là tôi được biết là tôi quen nhiều lắm. Tôi các cộng đồng Á Châu hiện nay là tôi quen hết, rất quen. Tôi nằm trong tổ chức của họ nữa, sinh hoạt của họ, chung họ nữa. Thành ra không, mình không có kể cái màu da, mình không kể dân tộc, mình không kể cái vấn đề, ví dụ như là tù Trung Cộng bây giờ nó ăn hiếp Việt Nam mình, là mình chơi người Tàu, không phải như vậy. Cái đó là cái sai lầm. Đó là cái chế độ của tụi Trung Cộng, chứ không phải là chế độ của người dân. Thế nên mình phải hòa hợp với nhau xong. Đó là cái việc là education là tôi rất là chú tâm. Ông có thể cho biết là trong cái phần phỏng vấn này là ông có muốn nói về cái gì quan trọng nhất ngoài cái phần giáo dục con em của chúng ta tại hải ngoại? Cái quan trọng nữa là về vấn đề tham gia vào cái hệ thống chính trị, cuộc sống chính trị tại Hoa Kỳ. Một số người đã
dùng danh từ phản bội cũng có thể đúng, mà dùng danh từ thờ ơ cũng đúng, và dùng danh từ là không biết cũng đúng. Là chỉ với tất cả đồng hương của chúng ta khắp bốn phương trời, năm phương trời này đấy, biết rằng mình qua đây không phải là vì kinh tế, vì men cơm men áo. Nào như tôi vừa kể chuyện, chúng tôi ở trên biển cả 22 ngày rưỡi rồi qua qua biết. Chúng tôi làm sao tôi biết là chúng tôi đến Hoa Kỳ? Never. Không ai biết được. Cuộc đời của mình, có người đi Pháp, có người đi Bỉ, có người đi qua bên Hồng Kông, có người đi Nhật, có người nào, không ai biết đấy cả. Nhưng mà mọi người có một cái số riêng, mình hạnh diện là và được cái ơn trên hướng dẫn mình đến một cái xứ đất lạ quê người, mà cái xứ đó là có như nổi bật như thế giới, thì mình là hạnh diện đó. Cho nên một số người qua đây là vừa có thể vượt biên, vừa là được bảo lãnh, họ có như là phản bội chính phủ dân Hoa Kỳ. Những người đó thì tôi đã từng lên ở trên đài phát thanh ở bên hải ngoại đây, trong cái ngày, những cái ngày lễ tạ ơn, tôi cũng đã nói nhiều lần. Nếu ai không thích Hoa Kỳ, nếu ai không thích chính phủ Hoa Kỳ, nếu ai không thích ở đây, xin trở về sống với cộng sản. Nào, chúng ta nghĩ rằng làm gì mà Hồ Chí Minh cho quý vị một xu để lo cơm áo cho quý vị? Làm gì mà quý vị vô nhà thương? Hồ Chí Minh hay là chính phủ hay là tụi cộng sản có cho cái gì không? No. Làm gì mà quý vị không trả một đồng xu thuế cho chính phủ Hoa Kỳ? Chỉ vì một tháng là mấy trăm bạc hơn những người đã làm việc để đóng thuế cho chính phủ. Yeah. Làm gì mà quý vị được cung cấp nhà cửa? Làm gì mà quý vị có con cháu để học hành tiến bộ đủ thứ cả? Bây giờ quý vị có xe hơi, nhà lầu, buôn bán, chờ biết cái nhờ ai? Phải nhờ Mỹ. Yeah. Cái đó là một cái mà quý vị phải đền ơn người ta. Bằng cách nào? Tham gia vào cái sinh hoạt chính trị. Tại vì mình đã từng tuyên bố rằng mình muốn cộng sản là tổ chức bầu cử tự do, người nào có thể ra tranh cử được. Tại sao bây giờ mình có được cái tự do để bầu cử lại mình trốn tránh? Cái đó là cái sai lầm. Cho nên á, mình phải tham. Cho nên mỗi lần mà dư vào mà trước khi mà đi bầu, phương diện trước khi bầu vào tổng thống đó, là tôi tổ chức những cái cuộc mà ghi danh đi bầu để cho đồng bào, nếu mà coi như chủ dưới thường thì không biết là mà thì ghi danh một lần thôi, thì là sao cứ tiếp tục thôi gì cả. Thì người mình có cái là họ thờ ơ trong người đó, nhưng mà họ không có hiểu rằng cái mệnh lực và nó là cái power của dân biểu rất là mạnh, rất là quan trọng. Họ đề nghị một cái gì đó là mà có cái gì mà liên quan đến mình là mệt mỏi chứ không phải tưởng bỡ đâu. Cho nên tôi thì tôi yêu cầu là đồng bào chúng ta từ nhỏ đến lớn, anh em học sinh, sinh viên đúng tuổi nên ghi danh đi bầu để chọn cái người xứng đáng, liên lạc với những người dân biểu đó, muốn tranh đấu thì phải có những người ở bên cạnh họ yểm trợ. Bây giờ ta tranh đấu mà hai bàn tay nói đôi miệng, ai nghe? Cộng sản đâu nghe? Cộng sản chỉ nghe súng đạn, nghe những người mà có quyền hành ở Hoa Kỳ nói mà thôi, cho con mình nói không ăn thua cả. Bằng chứng cụ thể mình đi về nó kiểm soát đủ thứ cả, rồi nó bắt đóng tiền hối lộ đủ cả. Có những cái người Mỹ về nó hoan nghênh hết mình, nó tiếp đại rất là đàng hoàng, rất thực tế, là tại vì họ muốn sâu cho người Mỹ biết là ồ, nước tôi vừa tự do, nước tôi cái này kia cái nọ. Nhưng mà thật sự trong lòng họ không có gì đó. Thành cho nên mình là cái người đi yểm trợ, đó là đi bầu. Nhưng khi mà đi, khi những người mà ra tranh cử đó là những người họ cần một số vốn để mà lo quảng cáo này. TV ở đây như là chị và đồng bào biết 30 giây là như ở Sito Aurora đây là 40.000, 30 giây thôi, 30 giây đó, 30 giây. Còn nếu cái đài chính nữa là nói là
nghìn trở lên, cả triệu bạc tiền đâu. Cho nên mình biết rằng mình bỏ nó 20, 50, 100 tùy được khả năng của mình. Mình yểm trợ cho họ. Nhưng mà khi họ lên được, được bầu vô cái địa vị đó rồi, họ nhớ đến mình. Mình nói cái gì họ có thể nghe được với mình. Và nhờ cái sự yểm trợ của họ. Tại sao mà cái dự luật nhân quyền của mình mà lên quốc hội đến gần như hầu hết các chính biểu bầu cho mình, là tại vì họ biết mình là những người làm việc rất đàng hoàng, những người rất cần cù chịu khó, những người lại là trốn lại là thoát cái nạn của cộng sản ở đây để tái lập lại cuộc đời của họ cơ nọ, đúng không nào? Thì vì lý do đó cho nên tôi nói thật với chị, với tất cả đồng hương, là tôi quen biết rất nhiều. Tôi quen biết rất nhiều. Và cái cuộc đời trong cuộc đời làm chính trị của tôi đây có nhiều cái làm cho tôi rất hạnh diện. Không phải cá nhân tôi mà hạnh diện cho cả cái cộng đồng. Thì biết tôi có thể là không biết bao nhiêu người, nhưng mà ở Colorado này tôi là cái người đầu tiên được Tổng thống Bill Clinton tiếp đón đàng hoàng. Bắt tay ông tại đây đó 5 lần thiêng về thuyết trình này. Nhưng mà tôi được mời lên ở trên Washington để mà ông nói chuyện với bác ta mà chụp hình, chụp viết, nên là gọi là official invitation. Là cái đó là cái hiện diện thứ nhất. Cái hiện thứ hai đó là khi mà Tổng thống Bush về tái đắc cử, tôi là coordinator của bên cái phái đoàn của Tòa Bạch Ốc, của state đây, của các cộng đồng Á Châu, người Việt của mình ở đây, để yểm trợ Tổng thống Bush và làm cái cuộc meeting, cái nào đủ thứ cả. Nó nói thì biết là những cái hạnh diện đó, là những cái hạnh diện của một người Việt. Cái hạnh diện kế tiếp nữa là khi mà Tổng thống Bush mà tái đắc cử, thắng tái đắc cử, thì chúng tôi đi tham dự cái lễ mừng đó, lễ mừng nó gọi là Victory Night thì ở Caro này. Thì tôi dẫn một phái đoàn của anh em Việt Nam mình đi, ai muốn đi trở về. Thì chỉ biết là trước đó 3 ngày đó, là tôi nhận cái message từ phụ tổng thống gửi về cho tôi, là họ sẽ theo dõi tôi và đưa những tài liệu cho tôi để thay thế thống đốc tiểu bang của Rô lên phát biểu trong ngày đó. Thì tôi nói, tại sao phó tổng đốc đâu? Tại đâu là thượng nghị sĩ đó đâu? Mà lại lấy tôi mà thằng không có chứ không? Nhưng mà bên bè ốc tại, chỉ biết tại sao? Là tại vì cái nhóm tranh cử của tổng thống là liên lạc của tôi thường xuyên. Và biết tôi sinh hoạt đây nhiều quá, yểm trợ thông bút. Cho nên họ muốn làm cho tôi nổi bật lên mà cả cái đồng. Thế nên khi mà tôi đến đó rồi thì họ bắt cóc tôi liền. Thế là anh em đi theo tôi, ố chứ ông xung đâu mà thế mới đâu đi rồi. Thế là họ vô, họ giật cho tôi. Làm gì cái gì đó. Những cái hạnh diện, nhiều thứ cái hạnh diện khác nữa. Thế là tôi thấy là chúng ta nên cố gắng để tham gia vào cái tổ chức chính trị của Hoa Kỳ. Là của mình. Tại vì bây giờ mình là người Mỹ gốc Việt rồi. Mình có thể quên được rồi. Mà nếu ai mà không thích Mỹ ở đây thì trở về. Ai ca tù tùng chế độ cộng sản trở về bên kia ca tù, đừng ca tù đây. Ai muốn thờ và tung bay cái lá cờ Việt Nam cộng sản đi qua bên kia. Còn nếu đây thì những nước Việt Nam mua. Cho nên ở đây có một cái chương trình toàn quốc, chắc chỉ biết cái vấn đề là cơ vàng. Thì đây chúng tôi đã có được cái nghị quyết là quyết cơ vàng được thượng và hạ viện thông qua chấp thuận ngày 29 tháng 4 năm 2004, là cái ngày mà chúng tôi đã tranh đấu và ủng hộ Tổng thống Bush là tại nhà cử, và các thương nghị viện dân biểu họ đã biết mình nhiều, thế nên họ đã yểm trợ mình rất nhiều trong cái đó. Đó là vấn đề về chính trị thứ nhất. Thứ hai về cá nhân tôi thì đây tôi nói là tôi không có khoe khoang, nhưng để nói lên để cho những cái lớp trẻ sau này đừng có ngại ngùng, đừng có đánh đo, đừng có mắc cỡ. Tôi là cái thế hệ thứ nhất, là một người Việt đầu tiên
tại tiểu bang Coro, cũng là một người Á Châu đầu tiên. Tôi dám ra tranh cử với Mỹ ở đây. Năm 2003 tôi tranh cử Hội đồng thành phố, 7 ứng cử viên thì tôi đứng vào hàng thứ tư. Và sau đó tôi lại tranh cử một lần nữa là năm 2005. Cũng 7 ứng cử viên, tôi lại đứng vào hàng thứ tư. Mà có một điều mà tôi không phải tôi chê, nhưng mà tôi cảm thấy là tôi hạnh diện. Mà khi mà tôi hạnh diện thì tôi nghĩ rằng một số cũng thông cảm tôi hạnh diện chút với tôi, là tôi có một ông gọi là Bishop, gọi là Bishop Mỹ đấy. Thì ông là người Mỹ đen. Thì ông với tôi nói là bây giờ chỉ có hai chỗ, thì chỉ có ông với tôi là hai người được bầu thông cho ai đâu. Tại vì ông ấy là về minority, về Mỹ đen, tôi minority về Asian đủ thứ cả. Thì ông mời tôi đến nhà thờ ông, rồi ông giới thiệu đến nhà thờ này đủ cả. Đến cái ngày mà tranh cử mà tuyên bố đó, ông dẫn một phái đoàn và khoảng 50 người đến để yểm trợ ông. Tên tuổi ông xuống. Tôi bật lên, tôi thắng ông 3.500 phiếu. Cái đó là cái hạnh diện, không phải là mình nói lại, đó là cái hạnh diện. Thành ra tôi cứ nhớ cái câu bà xã tôi hỏi, bà nói câu thế này: anh là người Việt, sao anh dám ra anh tranh cử với Mỹ thế này, ai bỏ phiếu cho anh? Chỉ có gia đình và bạn bè làm tôi hơi thối chí. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là vì cái sinh hoạt cộng đồng của tôi rộng rãi, không những là Á Châu, Việt Nam, mà cả cộng đồng Mỹ trắng, Mỹ đen, rồi người mẹ đủ cả. Thế nên tôi quen biết nhiều, mà xung phong nhiều, cảnh sát, cứu hỏa, chỗ nào cũng có tôi cả. Từ trên chính phủ là local, rồi state, rồi federal là đều có tôi cả. Mặc dù mình không có nhiều, nhưng mà có một chút để nó có, như là mình ăn một tô phở, mình có thêm chanh, thêm muối tiêu thì nó được hay. Thì tôi sinh hoạt rất nhiều. Đó, như là về vấn đề ngoại hảo, thì khi ông Tổng thống Bush ông đắc cử thì ông có mời tôi lên tham dự cái ngày lễ vinh quang ông. Nhưng rất tiếc cái giấy mời gửi sai. Thành cho nên khi cái người mà đi về đó là trong Đảng Cộng Hòa, họ về họ nói: tại sao ông không có đi? Họ nói: đi đâu? Nói, tên của ông trên bàn á, mà sao không thấy tên ông, không thấy ông đi? Tôi nói: ôi vậy thì họ liên lạc trên quay áo, xin lỗi, người sai. Thì cái đó rồi Obama mời tôi đi, tôi cũng không đi. Tôi nói tôi ra điều kiện là trả máy bay cho tôi, trả phòng ngủ tôi, trả thức ăn tôi đi, thì tôi mới đi. Còn trong cái tổ chức mà Á Châu đó mà đại diện đều mời tôi nói không, tôi không đi. Đó là những cái kỷ niệm, nhiều cái kỷ niệm mà cái nào. Thế nên tôi hy vọng rằng với cái sự phỏng vấn ngày hôm nay, không ít nhiều thì cũng đóng góp một phần nhỏ mọn để cho đồng bào của chúng ta, cũng như là cái giới trẻ nghiên cứu để có thể làm hay hơn tôi, giỏi hơn tôi. Tại vì tôi biết rằng giới trẻ lúc nào cũng hay cả. Nếu họ có cái thiện chí của trí là cái gì cũng hay, họ làm ra. Tiếng Anh họ cũng giỏi, về kỹ thuật họ cũng giỏi, họ học về cái nào. Chỉ có cái là nên hướng dẫn những người lười biếng đi vào con đường, đúng con đường của nó, đó là giới trẻ. Thành cho nên tôi rất ủng hộ cái giới trẻ ra làm một cái việc gì, mình nên ủng hộ ta. Người đầu tiên ta làm không được thì sau này người ta sẽ làm được. Và tại vì mình từ từ mình lớn tuổi rồi thì mình phải dành lại cho giới trẻ làm. Đó là tương lai của nước nhà, là nhìn vào giới trẻ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Sun đã chấp nhận cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và cái phần nói chuyện của ông nó rất là quan trọng và giá trị, là nó đã cho giới trẻ thấy cái tấm gương hy sinh và cố gắng hết sức vượt bậc của giới cha ông, của trẻ khi mà vượt biển, vượt biên rất là cực khổ, nghĩa là tìm cái sống ở trong cái chết để đi tìm tự do và qua tới cái đất nước tự do như thế này, vẫn giữ được cái tinh thần, thứ nhất là tinh thần quốc gia dân tộc, thứ hai nữa là cố gắng tự lập bằng cái sức của mình, bằng cái sự thông minh, khả năng của mình, để không có phải nhờ vả những cái người bản xứ, mà đã ra làm, để đi làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, để gây dựng tương lai cho chính mình và cho gia đình mình, cho các con của mình.
và đây là một cái tấm gương rất là sáng của một người của thế hệ thứ nhất của người Việt tị nạn cộng sản đến đây. Thứ nhất là giữ được cái lá cờ quốc gia, cái thứ hai nữa là hướng dẫn được con em của mình đi vào một dòng chính bằng một cách rất là thẳng thắn và hiên ngang nữa, thì chúng tôi nghĩ là cái bài học của ông rất là quan trọng đối với giới trẻ. Tôi hy vọng tôi nói thế này, mỗi người nó có một cái hoàn cảnh riêng, mỗi người có cái quan điểm riêng. Thì tôi còn làm nữa, nhưng mà bà xã tôi nói thôi bây giờ tôi lên đi học nữa, lên PhD. Thì bà xã tôi nói thôi bây giờ anh là người tị nạn, anh nói thôi anh học, ở nhà anh lo cho con. Tại tôi thấy bạn cực khổ 9 năm rưỡi trời. Thế là tôi nói bạn nói đúng. Tôi ngưng lại, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục học như thường, học những cái khác. Không phải lên ghế học đường học, nhưng mà học những cái khác. Thế là tôi học là vợ tôi cũng nghe mà hay tôi cũng nghe, thì cái vợ nào mình bỏ bên, nhưng mà cái hay thì mình học hỏi. Cái đó là thế nào đó, đó thì cái chấm ngôn của tôi là học không có chán mà hỏi không có thèm. Hãy nói ví dụ tôi nói chuyện với mẹ, tôi nói tôi phát âm được đúng không? Ok, mày quen cái này cũng sao? Tại vì mình đừng, người Việt là một mà mình đừng có thẹn thùng. Cho nên ví dụ đây là một cái mà để tiếp tục tới một cái nữa là tôi nằm trong cái tổ chức gọi là Hòa Bình Thế Giới. Cho nên khi này tôi nói với chị là tôi đi các nước để thuyết trình. Thì một cái kỷ niệm lớn lao cho tôi là ngoài đi các nước thì năm 2001 tháng 8 thì tôi được mời lên trên Liên Hợp Quốc, thì có tất cả là 120 đại diện 120 quốc gia trên thế giới để tham dự. Thì sau khi mà cái panelist mà nói chuyện là xong rồi thì họ hỏi ai muốn phát biểu cái gì, thì tôi là cái người Á Châu đầu tiên đứng lên đưa tay lên phát biểu lên đi nó. Tôi nói chị biết không, là máy chụp hình, máy quay phim nó làm chớp nhãng hay không còn cái nữa. Có đủ thứ, tức là tôi tố cao cộng sản một cái về vấn đề nhân quyền, về vấn đề tôn giáo nữa. Thì sau đó rồi thì cái break time thì cái người họ ôm, chúng người ta họ nói chuyện. Tại sao ông dám nói ở dưới kia kìa? Tôi thấy có mấy người Việt Cộng sản gì đó, Việt Nam Cộng sản gì đó. Nhưng mà tại sao ông dám nói? Thì tôi nói cái chuyện đó chuyện sự thật. Hả? Nếu mà họ muốn lên chất vấn thôi thì họ không lên đi, thì họ không có lên. Đó, thế đó là chuyện sự thật. Họ không có biết. Họ không biết cái đó, tức là chắc nước Việt Nam mình có như độc lập rồi. Nó không. Chúng tôi vẫn tranh đấu cho đến khi nào nước Việt Nam có tự do, không có cộng sản nữa. Đó. Thế là đó là những cái nhiều kỷ niệm đó. Đó rồi đến Washington DC, trước một đám đông và trên 4.000 người cũng... họ cũng yêu cầu tôi lên phát biểu, tôi cũng làm luôn. Tại vì mình tập tiến nó dàn đi, thế là tôi yêu cầu bởi giới trẻ mình dàn lên. Đầu thì không hay lắm, sau từ từ nó hay lên. Mà cái tính dàn, cái tính xung phong là cái tính rất cần thiết. Nếu mình không xung phong là mình không làm được cả. Đó. Ví dụ bây giờ làm cái chuyện này, tôi xung phong tôi làm cái này, thì những người khác nó mới theo được. Còn nếu mình không ai mới theo mình cả. Cái đó, cái xung phong là một cái đức tính rất hay và lôi cuốn được tất cả những người khác đi theo mình. Ví dụ bây giờ tôi nói về tôi mặc cầm lê như thế này, xuất đàng hoàng như thế này. Bây giờ chị nói thấy mấy chị dọn bàn dọn ghế, tôi phải ra tôi dọn mấy chị. Thì mấy người khác họ mới chạy vô dọn. Tên nói tao là mình phải quân mình, chứ nào phải volunteer, phải làm việc. Đừng có nghĩ rằng mình là tôi chức này rồi tôi không làm cái kia mình sai, cũng phải như vậy. Làm hết. Cái đó là cái người lãnh đạo ở bản xứ này. Ở cái xứ này, chứ còn mình không có cái quyền gì để mình chỉ ta làm cái này cái kia nọ. Nhưng mà ăn thua cái tư cách của mình để mình làm sao mà cái người đó có thể giúp mình được cũng được. Thôi thì tôi cũng cảm ơn chị đã cho tôi được cái hạnh diện nói chuyện ngày hôm nay. Nếu mà nói chuyện ra thì cũng phải cả nửa ngày hoặc hay là mình mới xong cái câu chuyện nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vốn tắt lại thì đặc biệt là giới trẻ, tôi nói thật về education, về vấn đề giáo dục và vấn đề tương lai. Về vấn đề tương lai của xứ sở là chúng tôi đặt nặng về về các anh em giới trẻ học giỏi, kỹ thuật cao, v
rồi bây giờ cái hệ thống internet rồi vấn đủ thứ thành cái đó nữa hay. Thôi tôi xin đại diện cho gia đình của tôi xin cảm ơn chị Diệu Hương và tất cả cảm ơn quý vị đồng hương nào có nghe cái buổi phỏng vấn hôm nay. Nếu chúng tôi có gì quá lời thì xin quý vị cũng bỏ qua. Sở dĩ chúng tôi muốn nói lên sự thật để cho có quý vị và các em biết nếu trường hợp mà đúng thì chấn chỉnh lại, mà nếu mà sai thì bỏ qua. Xin cảm ơn chị Diệm Hương và tất cả quý vị. Xin thay mặt quý anh chị ở trong Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Mỹ gốc Việt xin cảm ơn ông một lần nữa đã nhận lời mời để tham dự cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin cảm ơn.